xin chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh tìm kiếm đầu tư mọi người hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tìm kiếm đầu tư nhé hôm nay tìm kiếm đầu tư xin chia sẻ tới anh chị em và các bạn về người do thái và bí quyết giúp tiền đẻ ra tiền của người do thái người do thái là một dân tộc thông minh nhất trên thế giới giỏi kinh doanh nhất và cũng là những người giàu nhất thế giới dân số của người Do Thái chiếm 0,25% tổng dân số thế giới, nhưng họ lại nắm giữ 1 phần 3 của cải của thế giới. Trong danh sách 40 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes, 18 người trong số họ là người Do Thái. Đó là một vài cái tên lẫy lừng như Phù Thủy Phố Wong, John Pierpont Morgan, người sáng lập hãng máy tính Dell, Michael Dell, gia tộc tài phiệt nổi tiếng châu Âu, gia tộc Rothschild, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Greenspan người Do Thái không chỉ chiếm vị trí then chốt trong giới kinh doanh mà còn đạt nhiều thành tựu ở các lĩnh vực khác. Chẳng hạn như Einstein, nhà vật lý học, đạo diễn Hollywood Spirelab. Người Do Thái là một dân tộc nhỏ, chỉ chiếm 0,25 dân số thế giới do yếu tố lịch sử họ phải sống rải rác khắp nơi, thậm chí họ còn bị Đức Quốc xã truy lùng và diệt chủng. Nhưng bằng nghị lực phi thường, họ vẫn vươn lên vượt qua mọi khó khăn để có được những thành quả như ngày hôm nay. Vậy, nghị lực phi thường đó có phải là ông trời ban tặng cho họ? Hay họ sinh ra đã có sẵn trí thông minh? Tất cả đều không phải sự thật. Sau khi nhà vật lý học Einstein qua đời, các nhà khoa học đã lưu giữ bộ óc của ông để nghiên cứu. Kết quả kiểm tra khiến mọi người thất vọng. Não bộ của ông tương tự như não của người bình thường. Cách nào giúp người Do Thái luôn thành công trên nhiều lĩnh vực? Và cách kiếm tiền của người Do Thái là như thế nào mà lại lợi hại đến vậy? Hôm nay, các bạn hãy cùng tìm kiếm đầu tư, tìm hiểu xem người Do Thái có những bí quyết gì nhé. Thứ nhất, biết nắm bắt cơ hội. Người Do Thái rất giỏi trong việc nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền. Cho dù cơ hội này chỉ có thể kiếm được một đô la, họ cũng không bao giờ bỏ lỡ. Nếu có 10 đô la, họ sẽ nghĩ đến việc chia 10 đô la thành 10 cơ hội. Tương tự như nếu có 10 quả trứng, thì họ sẽ chia ra và bỏ vào 10 cái giỏ chứ không bỏ chung vào một giỏ duy nhất. Người Do Thái không thích đánh cược, vì thế nên họ luôn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Nếu bạn muốn làm giàu thì bắt buộc phải học theo lối tư duy của người giàu. Thứ hai, kiếm tiền hơn tiết kiệm tiền. Người Do Thái cho rằng tiết kiệm tiền là cần thiết, nhưng quá tiết kiệm là điều có hại cho nền kinh tế. Kiếm tiền, tiêu tiền, đưa tiền vào lưu thông cũng có phần kích thích kinh tế xã hội. Những người Do Thái dầu có họ thường đến ăn ở những nhà hàng sang trọng họ gọi những món ăn đắt tiền họ quan niệm rằng bủn xỉn keo kiệt là biểu hiện của sự nghèo khổ nhưng trong kinh doanh họ lại là những người biết tiết kiệm chi phí nhất trong suy nghĩ của họ hãy kiếm thêm nhiều tiền trước khi nghĩ đến tiết kiệm đọc đến câu này hẳn bạn lại nghĩ đến câu chuyện thời xa xưa được người do thái truyền miệng đến tận bây giờ phải không có một câu hỏi mà người Do Thái luôn truyền tai nhau qua bao đời rằng người nghèo cần gì nhất? Và nhận được rất nhiều câu trả lời cần tiền nhất. Nhưng đáp án lại không phải vậy. Họ cần khát vọng kiếm tiền nhất. Quả thật là như vậy, tiết kiệm tiền không bằng kiếm tiền. Có kiếm thì mới dám tiêu, không phải nhịn ăn để tiết kiệm. Như vậy bạn chỉ tiết kiệm cho đói khổ, bệnh tật mà thôi. Nhiều người chỉ thấy than vãn về việc thu nhập thấp, mà không thấy đề cập gì đến việc họ đã làm gì để tăng thu nhập lên. Chính vì thế mà cuộc đời của họ cứ dậm chân tại chỗ với mức thu nhập 5 đến 7 triệu tháng. Thực tế cho thấy, những người dám tiêu tiền, có tham vọng giàu sang, thì họ sẽ có động lực để kiếm tiền. Thứ ba, không để tiền ngủ ở ngân hàng. Người Do Thái cho rằng, có một bí quyết độc đáo đó là, làm thế nào để tiền đẻ ra tiền, chứ không phải tiết kiệm đẻ ra tiền, nên họ sẽ không gửi ngân hàng tiền lãi ở ngân hàng không bằng giá của các giá trị vật giá luôn tăng lên vì vậy họ tìm kiếm đầu tư vào những vụ làm ăn như các doanh nghiệp đang phát triển sẽ có lãi hơn nhiều đôi khi họ cũng đem tiền gửi tạm vào ngân hàng chỉ để ngân hàng giữ hộ tiền cho họ người do thái cho rằng muốn tiền đẻ ra tiền phải chú ý đến những quy tắc sau cẩn thận tính được tình hình kinh tế thị trường đầu tư vào những kênh có nhiều lãi nhất, người Do Thái giỏi tính toán, gửi tiền vào ngân hàng mỗi năm, có lãi suất không quá 9%. Còn mỗi vụ đầu tư có thể lãi được khoảng 10%. Một năm quay vòng 3 lần sẽ có lãi khoảng 30% mỗi năm. Nếu đầu tư vào những hạng mục thích hợp hơn, sẽ có lãi đạt đến 80% đến 100% một năm. Tăng tốc quay vòng vốn. Vốn đầu tư luôn có hạn, tìm cách quay vòng vốn thật nhanh là phương pháp hiệu quả nhất luôn biết cách đầu tư an toàn và hạn chế tối đa rủi ro. Trong kinh doanh, người Do Thái luôn có hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ. Khi cần thiết họ sẽ yêu cầu đối tác phải có tài sản thế chấp hoặc có sự bảo lãnh của ngân hàng. Làm như vậy, người Do Thái luôn hạn chế được rủi ro, không bị mắc lừa và tuyệt đối không vì ham lợi mà bỏ qua những quy tắc an toàn. Thứ 4. Không ăn vào tiền vốn Người Do Thái quan niệm là có thể cho nhau vay tiền khi khó khăn, tuyệt đối không được dùng số tiền vốn đầu tư để ăn tiêu. Phải giữ chắc vốn liếng, nhất định phải làm cho tiền đẻ ra tiền, tiền cũng được xem là hạt giống, để sinh ra nhiều tiền hơn nữa. Vì thế họ kinh doanh rất thận trọng, không phung phí tiền, tránh sử dụng đồng tiền vào những mục đích vô nghĩa. Ý nghĩa cốt lõi của việc không ăn vào tiền vốn là phải giữ chặt vốn, rồi từ đó phát triển vốn ngày càng lớn hơn nữa. Thứ năm, trí tuệ là vàng người do thái giàu dựa vào đầu óc kinh doanh tinh khôn tính toán cẩn thận trên thương trường cạnh tranh rất khốc liệt muốn tiền sinh sôi nảy nở đòi hỏi bạn phải có đầu óc kinh doanh không phải liều lĩnh và thiếu suy nghĩ doanh nhân người do thái khi kiếm tiền thường coi trọng việc chiến thắng bằng trí tuệ kiếm tiền bằng đầu óc có nghĩa là trí tuệ kiếm được tiền mới là những trí tuệ thực sự có một ông chủ lái buôn trước khi mất muốn nhượng lại tài sản cho con trai nhưng lại sợ tài sản vào tay quản gia nên khi viết di chúc ông để lại toàn bộ tài sản cho ông ta và con trai ông được lựa chọn một thứ nhờ sự thông minh vốn có của mình người con trai đã chọn tài sản là người quản gia bởi theo pháp luật người do thái thời đó sở hữu người hầu thì đồng nghĩa với sở hữu tất cả tài sản của họ thứ sáu kinh buôn ba tháng người do thái luôn mang suy nghĩ kinh doanh hay đầu tư gì khi gặp khó khăn ít nhất phải duy trì được 3 tháng không bỏ cuộc, bởi thời điểm đó mới biết được những phát sinh hoặc cơ hội lớn nhất của một vụ đầu tư. Trong 3 tháng đó, dù có bị thua lỗ cũng phải dốc sức mà làm. Kinh doanh không thể nóng vội muốn ăn ngay được, phải cần những bước tiến từ không đến có, làm từng việc nhỏ, thành công mới mở đường cho làm việc khác lớn hơn. Trong quan niệm của người Do Thái, muốn kinh doanh làm giàu, nhất định phải có tính kiên trì. Khi người khác bỏ cuộc mình vẫn tiến lên, người khác thất vọng chán nản mình vẫn phải lạc quan và tiếp tục chiến đấu chỉ có như vậy mới có được cơ hội thành công và kiếm được nhiều tiền hơn người khác tinh thần kiên trì phấn đấu không ngừng nghỉ đó là một trong những nhân tố giúp dân tộc do thái vượt qua được nhiều khó khăn trong quá khứ và thành công như ngày hôm nay thứ bảy một cộng một lớn hơn hai một người cha do thái khi chạy sang mỹ buôn bán đồng ở houston đã dạy con trai ông rằng, khi người khác nói 1 cộng 1 bằng 2 con phải nghi rằng 1 cộng 1 lớn hơn 2, con trai ông đang suy nghĩ tại sao bố mình lại nói là 1 cộng 1 lớn hơn 2, thì ông bố lại hỏi con trai tiếp, bây giờ 1 cân đồng có giá bao nhiêu? Anh con trai trả lời, dạ 35 xu ạ. À. Ông bố nói cả ban Tết Yes ai cũng biết cái giá đó, nhưng là một người do thái con phải biết, 1 kg đồng phải có giá là 350 xu con hãy dùng một kg đó làm ra tay nắm cửa, móc khóa và các vật dụng khác. Hãy biến đổi loại hình sản phẩm để tăng số lượng tiền thu về. Và cậu bé đã hiểu được vấn đề cha muốn dạy cho mình. Cậu bé đó sau này đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty Maca. 8. Mỗi phút đáng giá 17 đô la Mỹ. Người Do Thái rất quý trọng thời gian, coi thời gian quý hơn cả tiền bạc. Họ cho rằng, đồng tiền có giành được nhưng thời gian thì không thể đồng tiền có thể vay mượn được, thời gian thì không thể. Đồng tiền mình có bao nhiêu mình biết được, nhưng thời gian tồn tại của đời người không ai biết được. Một doanh nhân người Do Thái, mỗi tháng ông ta kiếm được 200.000 đô la Mỹ đã tính toán chi ly như sau. Trong một ngày ông làm việc 8 tiếng kiếm được 800 đô la Mỹ, chia ra mỗi phút ông kiếm được 17 đô la Mỹ. Kết quả là, ai làm phiền đến ông một phút, là ông mất 17 đô la Mỹ, làm phiền đến ông 5 phút, là đã làm ông mất 85 đô la Mỹ rồi. Thứ chín, quan hệ giúp tiền đẻ ra tiền. Một trong những chìa khóa của thành công kinh doanh là mối quan hệ. Người nào có nhiều mối quan hệ làm ăn tốt, người đó càng có cơ hội kiếm được càng nhiều tiền. Hãy kết giao với những người ưu tú. Ở với hổ sẽ được học cách săn mồi, ở với ếch thì chỉ nhìn đời qua đáy giếng. Ở với những người ưu tú sẽ học được nhiều điều tốt đẹp. Andrew Carnegie từ một kẻ tay không trở thành người giàu nhất nước mỹ đúc kết toàn bộ quá trình làm giàu của ông với một nguyên tắc tìm kiếm những trí tuệ bậc thầy điều này có nghĩa là bạn hãy kết giao với những người tài năng có chung tầm nhìn với bạn vì nhiều bộ óc sáng tạo và thông thái luôn có sức mạnh hơn một người hơn nữa chúng ta thường có xu hướng giống những người mà ta kết giao đó là lý do tại sao người giàu thường kết giao với những người giàu khác không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng tài sản của bạn phản ánh mức độ giàu có của những người mà bạn quen biết. 10. Biết tiêu tiền Theo quan niệm của người Do Thái, họ không tiết tiền chi tiêu vào ăn uống dinh dưỡng, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe, cho con học hành. Họ quan niệm đánh bạc, vừa mất tiền, vừa mất thời gian kiếm tiền, những người đánh bạc thì không thể kinh doanh buôn bán. Người Do Thái đại kỵ kinh doanh theo kiểu đánh bạc, được ăn cả ngã về không, chỉ cần một lần thất bại, mọi công lao đổ cả xuống sông xuống bể. Kinh doanh là sự tích lũy lâu dài, không phải một vài tháng mà giàu có. Người Do Thái quan niệm, việc tiêu tiền nhất định phải tiêu, nhưng đừng hiểu lầm về việc tiêu tiền vào những việc hoang phí và vô bổ. Nghĩa là, chúng ta nên tiêu tiền đúng chỗ, đúng lúc thì tiền mới có thể đẻ ra tiền. 11. Hãy tìm ra sở thích của bản thân và khuếch đại nó. Người Do Thái đã nhận biết được, Mỗi người đều có những sở thích của riêng mình, kiếm tiền bằng những thứ mình yêu thích sẽ có thể giúp kiếm được nhiều tiền hơn và hạnh phúc hơn. Nếu đang làm một công việc mà họ không thích, nó còn mang lại cho họ đồng lương ít ỏi, thì việc gì mà không chịu thử đột phá, làm những điều mà mình yêu thích, sống thật hạnh phúc từng ngày. Vì vậy, họ sẽ tìm ra sở thích của bản thân, phóng to nó lên và kiếm tiền thông qua nó, đó chính là kiếm đồng tiền hạnh phúc và giúp họ có thể nhảy ra khỏi cái lồng kiếm tiền cực khổ và thay đổi suy nghĩ của mình. 12. Sống cần kiệm Cần kiệm trong suy nghĩ của người Do Thái là sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian và sức lực của mình và của người khác. Biết tiêu tiền thôi thì chưa đủ mà cần phải biết tiết kiệm để làm giàu. John Davison Rockefeller ông vua dầu khí, thời kỳ khó khăn đã từng mua một cuốn sách cách để khiến mình trở nên giàu có. Nhưng bí quyết trong cuốn sách ông ta chỉ ghi nhớ có hai chữ cần kiệm, vì vậy ông đã sống và làm việc với sự cần mẫn tiết kiệm đúng mực buổi chia sẻ về bí quyết tiền đẻ ra tiền của người do thái đến đây là hết rồi tìm kiếm đầu tư chúc anh chị em và các bạn mạnh khỏe và luôn ứng dụng được thật nhiều bí quyết giúp tiền đẻ ra tiền của người do thái cảm ơn mọi người đã xem hết video để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân phát triển kinh doanh phát triển đầu tư anh chị em và các bạn Hãy xem lại những video của tìm kiếm đầu tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.